Vào ngày 28 tháng 9, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tập đoàn TH Chumil đã tổ chức tổng kết đề án thí điểm chương trình sữa học đường vì tầm vóc Việt. Nghệ An là địa phương thực hiện thí điểm chương trình này. Sau một năm, đã có 215.851 học sinh mầm non, tiểu học được tham gia nhận một hộp sữa tươi mỗi ngày, 5 ngày trên một tuần. Kết quả đo lường thể lực học sinh ở độ tuổi mầm non cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng đã giảm 2,4%, suy dinh dưỡng chiều cao giảm 2,07%. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện chương trình quốc gia sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo tiểu học theo quyết định số 1340 QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.